cho em câu trả lời nhá. Là khi mà cái đội đi làm về. Vâng, em đến đây từ chiều rồi nhưng em vẫn chưa được giải quyết. Em đến đây từ chiều rồi em chưa giải quyết. Bây giờ em hỏi chị cho em câu trả lời chứng đáng. Thế bây giờ nha, hàng ngày đội đi làm về có bàn giao tất cả các giấy tờ thủ tục bắt giữ xe cho bên mình ở ở nhà không? Vâng, thế tại sao mà bây giờ bắt giữ xe em mà bây giờ bắt giữ xe em không lập biên bản với em mà về lại không bàn giao cho chị? Thế không bàn giao chị thì tại sao bây giờ em đến đây em tìm xe em lại không có ở đồn? Bãi ở Tân Phong, nhưng mà đồn là khi mà đi làm việc về những cái xe nào lập biên bản sai phạm gì phải bàn giao mọi đủ giấy tờ cho chị, bên chị để bên chị xử phạt thì bọn em mới lấy được xe ra. Mà hôm đó em yêu cầu lập biên bản cho em. Em yêu cầu lập biên bản, không lập biên bản cho em chứ không phải là bây giờ em chạy theo. Bây giờ nha, em yêu cầu lập biên bản tại chỗ không lập cho em, cho xe em lên thùng. Bây giờ em xuống đồn em tìm xe không có xe, bây giờ lại bắt em về làm giấy tờ gì? Sao em phải chạy theo? Bây giờ các anh đi làm không có biên bản giấy tờ, yêu cầu không có mà dám thu giữ xe em. Bây giờ lập biên bản có giấy tờ, có tờ hồng cho em xuống đây em nộp phạt. Chờ bao giờ ra thôi. Không thấy xe, bắt xe lên thùng mà bây giờ không thấy xe. Này, rất giỏi. Mà đi làm cuối ngày là phải bàn giao rồi, giấy tờ rồi. Đăng ký bằng lái của anh đâu? Em có đăng ký, còn bằng lái em chưa đưa tại vì chưa lập biên bản với em. Nếu mà đưa bằng lái cái là có thông tin đầy đủ với em, người vi phạm để các chị lập biên bản luôn. Căn cước của anh đâu ạ? Em có căn cước đầy đủ nhưng em chỉ cho chị xem bằng lái của em đăng ký của anh. Anh phải xuất trình đầy đủ giấy tờ thì em mới biết được anh. Em xuất trình đầy đủ giấy tờ khi vẫy em xuống rồi. Khi dừng phương tiện em lại, em đã xuất trình đầy đủ giấy tờ và em yêu cầu lập biên bản không lập. Nhưng em mới giữ lại giấy tờ xe phải không? Biên bản các anh có lập nhưng mà... Có lập bây... Trong bây... đấy là anh không xuống để anh ký. Còn đâu thôi xin lỗi đi nha, bây giờ nói lại câu đấy như này. Em yêu cầu... Còn đâu là không ký thì vẫn có người chứng kiến để ký. Đây ai chứng kiến, bây giờ tên người trong biên bản là ai? Người vi phạm là ai? Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở đâu, ngày tháng năm sinh ở đâu? Nếu mà là trong biên bản chị ghi được rõ như thế không? Anh nghe tôi giải thích này. Vâng. Trong thời điểm anh bị bắt ngoài đường ấy. Vâng. Là kể cả anh không khai tên nhưng mà đã giữ xe của anh, có biển số của anh thì các anh vẫn lập biên bản có người chứng kiến bình thường. Sao tôi ở đấy tôi yêu cầu tôi sẽ có người đưa đầy đủ giấy tờ ra, không lập biên bản cho tôi lấy một cái tờ hồng lên về để tôi đi nộp phạt. Xe đã ra tên của anh luôn. Mà nếu mà bây giờ có biên bản rồi, đem cái biên bản đấy ra đây. Đem cái biên bản ra đây, đem đây tôi xem. Biên bản, nếu mà biên bản xử phạt tôi thì em đưa cho tôi xem. Không ký biên bản, bây giờ về anh viết cho em một cái đơn không, trình bày rõ. Tôi không phải là tôi không ký biên bản mà tôi yêu cầu lập biên bản không lập biên bản cho tôi. Cái này em chỉ làm việc em ở ngoài đường. Thế em thì làm việc với ngoài đường. Còn thì tôi mới đến đây tôi hỏi. Xử lý đã bàn bây giờ xe tôi không biết ở đâu thì tôi phải về đồn tôi hỏi chứ. Thì đây bây giờ bàn giao biên bản về đây rồi. Đấy anh chị cho tôi xem cái biên bản đấy, ai là người vi phạm? Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở đâu? Ai là người là cầm lái vi phạm? Lại điều khiển chiếc xe đấy vi phạm. Thứ nhất là xe anh đã có biển số. Xe tôi có biển số. Thì các anh đã lập, kể cả lúc đấy anh không. Thế anh nhặt, các anh các chị nhặt cái xe ngoài đường xong các anh lập biên bản vi phạm à? Khác nào cướp xe? Anh cầm về đi, cái này về anh cứ. Thì bây giờ em chỉ muốn biết là có giải quyết được cho em hay không thôi. Bây giờ hiện tại anh không xuất trình được tên tuổi ra đây thì em phải quyết tranh kiến. Vậy nhá, tôi em nói rõ ràng với chị này. Em phải có bằng lái, có đăng ký, có căn cước thì em đi làm việc với anh được chứ. Bây giờ em nói cho chị rõ này, khi em yêu cầu á thì không lập biên bản với em. Bây giờ em xuống đây đòi xe, em chỉ đưa cái này ra thôi. Còn khi mà em đã công ngoài đường anh xử lý như thế nào thì em không rõ. Cung cấp cái này nhá, các chị làm lại làm đúng luôn biên bản luôn. Em không sợ đâu, không ngại cái vấn đề đấy đâu. Chị Hoài ơi, ra giải quyết hộ em với chị Hoài. Anh ơi. Bây giờ vấn đề là ở nhà là chỉ theo biên bản thôi. Em không phải em về nghe bạn em nói được, đâu. Em xin phép em quay.
ở nhà là chỉ theo biên bản. Cái thứ nhất em đến đây em rồi, không đưa một giấy tờ tùy thân gì, căn cước không đưa đúng không? Bây giờ nhá, cái xe này là xe vi phạm đúng không ạ chị? Em để cho chị nói đã. Bây giờ em yêu cầu là bây giờ cái xe của em là xe vi phạm. Em trình bày như nào? Bây giờ mọi cái hồ sơ đấy. Em không muốn nói chuyện thôi, chị không nói chuyện nữa. Thế là chị không giải quyết đúng không? Em có để cho chị nói đâu? Tới đây đây, chị nói xong rồi để em nói. Em để cho chị nói xong nhá. Cái thứ nhất em đứng vào đây em định gây sự đúng không? Em không gây sự. Bởi vì nhá, còn chị bảo là em vào đây em xuất trình cho chị căn cước, giấy phép lái xe thì em không có, em không đưa. Bây giờ chị cũng không biết là em có phải là chủ của xe này không? Em nói rõ quan điểm rồi, xe là xe của mẹ em, mà em là người điều khiển, em vi phạm. Thế nhưng mà bây giờ em không đưa ra đây thì chị có biết em là ai đâu? Không, cái này em chưa đưa được. Cái này nếu mà em đưa là có đầy đủ thông tin của em, các chị làm luôn biên bản. Bây giờ nhá, chị không là biên bản. Đồng chí kia đã nói là có biên bản gửi về đây rồi. Bây giờ em đem cái biên bản đây cho em. Vấn đề là em không muốn giải quyết, em đến muốn đến đây để gây sự. Đấy, cái ông xe. Em gây sự ở đây. Đội trưởng. Chị giải thích, em không hề nghe. Thế thôi, em không hề nghe. Còn quan trọng là có giải quyết được cho em hay không. Bây giờ nhá, xe bảo là đi làm hết ngày, bàn giao giấy tờ về đây rồi. Hả? Mức phạt của em là 900.000. Em có tiền tài khoản không? Em ký với các kênh vào đây. Nó xe của đầy bọn. Em ơi em ra ngoài để em làm việc. Không, bao giờ giải quyết xong thì em ra. Nhưng mà em hỏi cái là xe về thôi. Cái lỗi đấy sao cũng mới gặp biển nó mà tận 900.000 đấy. Đúng rồi ạ. Không, gắn biển theo quy định là phạt 900.000. Ảo mai. Bê chị. Ra ngoài đi anh. Không, chị không được đuổi em, chị chưa giải quyết xong, chị chưa được đuổi em ra. Chị ơi gọi chứng quan của em đó chị. Đấy, chị có giải quyết được đâu mà chả. Em vẫn giải quyết cho anh. Đấy, chị cứ hướng giải quyết đi. Đầy đủ giấy tờ thì em. Bây giờ đồng chí gọi đồng chí bắt xe em về đây giải quyết. Ông bắt xe là ông bảo lập biên bản rồi. Lập biên bản rồi. Đưa biên bản ra đây, thế thôi. Đúng. Anh có ký biên bản đâu mà đưa biên bản cho anh được. Lập biên bản như là đem cái biên bản này ra đây đã. Nếu mà đã bạn. Đây thì tôi ký. Đem cái biên bản ra đây. Sao lại dám lấy xe của người ta về đây? Lấy xe của người ta về đây. Đấy là cướp xe. Trong khi đó người ta chỉ không được quan điểm thôi. Anh ngồi đây ngồi đi để em cho anh ký. Ừ, em cứ ngồi trên đấy, chưa giải quyết cho anh chưa đi. Anh cứ ra ngoài. Anh đến đây từ 1 giờ chiều rồi chưa được giải quyết. Còn cái công anh không có thời gian chờ. Anh được giải quyết sau nhé. Không được có thể giải quyết sau hết đến lần đến cơ quan nhà nước là đến lần. Địa chỉ ở đâu để mà đến lấy. Bắt xe của tôi không để lại cho tôi một địa chỉ gì. Tôi tìm đến đây. Ngồi ghế chờ đừng có đứng ở cửa này nhá. Cứ lái đi mà đứng ở ngoài đấy. Ra rửa giải quyết xong. Người ta còn nói bảo sao nó ngu thế để người ta lấy xe trong khi đó không được người ta. Đến nơi làm việc nha, mình sẽ để hỏi cán bộ đây xem là người ta như thế nào. Công an cũng đã nhân đi lấy xe. Nhưng mà không có to này, mới mất rồi. Không có nước. Hả? Ghi nó ngày tháng năm cái gì đấy. Ngày tháng năm sinh hả? Rồi cô cái đây cháu chưa quay. Cháu xin phép chú cho quay cháu quay. Quay nhưng mà chú không liên quan. Vâng vâng ok 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 cái đây ok. Vâng vâng ok cháu cái đây cháu biết. Cái gì của cháu đang cực rồi cháu đang cực. Vâng vâng đúng không? Cháu nếu mà cháu hỏi chú, cháu xin phép chú được cháu sẽ quay nhưng mà chú vâng 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 cháu không có vâng 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 quay không quay không cháu xin phép chú đàng hoàng chú không cho cháu không quay không nói không rõ thế là chị ơi bây giờ là bên đồ nó không giải quyết đúng không chị? Chị bên đồ nó không giải quyết đúng không? Để em chuyển sang bên hình sự. Có, thế bây giờ em yêu cầu cái biên bản đấy ra đây, bảo là lập biên bản rồi, yêu bảo em không ký đi, nhưng mà đem ra đây, đem cái biên bản đấy ra đây. Thế cái đăng ký xe này là chứng minh cái gì? Chứng minh phương tiện của em chứ còn là cái gì? Căn cước của em không xuất trình ra được. Ờ, bây giờ nha, các chị bảo có biên bản rồi, em yêu cầu cái biên bản đấy. Mà tại sao có biên bản rồi mà tại sao em không có cái tờ hồng kia? Để hôm nay em đến nộp phạt, em phải đến đây em đòi. À không có đâu. Các chị, bên các chị làm ăn không thế này là bố láo. Cướp xe của em chứ không phải là cướp xe ngoài đường thì anh chỉ giải ở ngoài đường anh nói rõ cho em đấy chứ đến đây anh lại đổi cho bọn em. Rồi được rồi được rồi, đây được rồi. Được, em sẽ cầm video này. Rõ ràng. Hôm nay không giải quyết ở đồn không có xe đúng không nhỉ? Anh cứ cố tình anh. Bây giờ là bên chị không giải quyết ở đồn không có xe đúng không? Vẫn giải quyết thành bình thường.
vẫn giải quyết. Bây giờ đấy anh chị bảo là anh kia lập biên bản rồi, gửi biên bản bàn giao về đây cho chị rồi, chị đem biên bản ra đây. Anh không hợp tác đâu để làm gì. Đấy chị cứ đem biên bản ra đây, em hợp tác. Không, em quen nói to rồi, em phải nói thế nó mới rõ ràng. Đưa biên bản ra đây không có. Bây giờ các chị làm được việc đấy không? Chị cứ đem cái biên bản mà người ta có lập về đây. Làm gì có cái luật mẹ không ghi biên bản mà dám lấy xe của người ta. Hôm đấy em không làm tranh cãi, em để cho cầm xe em đi để em phóng đồ em làm được. Nó bắt đầy cái kiểu đấy rồi. Mỗi huyện, mỗi ở đây, mỗi ở đây nó làm việc bố láo như thế thôi, chả ở đâu làm việc bố láo như ở đây cả. Bao giờ giải quyết thì thôi bị. Tôi xe máy. Xe máy em hàn xe nát có mấy triệu bạc thôi nhưng mà nó cay bến yêu cầu lập biên bản không lập biên bản bây giờ xuống đây đòi xe không có xe để mua cái biển đỏ phạt 9 lít nó ôi giời đã bảo đã phạt lập biên bản nó phạt cái khung cảm ơn các anh mất tiền quen rồi. Không nói là cái khung. Cái khung mà chị lúc này thực ra có 700 nghìn. Kể đã nó xác định đấy, xác định xuống đây là vi phạm bao nhiêu, nộp bao nhiêu. Tóm rồi nhưng mà không biết thế.